Dạ rồi em chào chị nha. À. Dạ vâng, chị gái cho em xin phép được hỏi chị gái họ tên là gì và đến từ đâu? Trần Thị Nhiên, tính từ tỉnh Cà Mau, Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Chị đến từ Cà Mau ha. Dạ. Hôm nay chị về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ vụ việc gì? Tìm con Tìm con trai nhà mình tên là gì? Lê Lê Trấn Trấn Khang. Khang, tên đẹp ha. Con trai nhà mình năm nay bao nhiêu tuổi rồi chị? 2006 2006, 17 tuổi. Con trai bỏ đi lâu chưa? ngày bữa thứ sáu Thứ sáu là vào ngày nào? 18 18 tháng 8. Hôm nay là ngày 24. Vậy là được 6 ngày. Lý do gì con trai bỏ đi? cũng như quen nhỏ trên mạng đó, rồi nó kêu đi làm với nó đặng tháng tầm 12 triệu, rồi rồi nó nói là đi làm với nó đi, rồi lên ở với nó, rồi cũng hai đứa nhắn tin qua cũng kêu chồng vợ vợ, rồi nó kêu là lên đi làm với nó đi, rồi nó thắng 12 triệu, rồi cũng như là bà nó nghe nhỏ kia điện bà ngoại nó cũng có nói con ơi đừng có đi làm, người ta lừa con mà nó không có tin đó, bà ngoại ơi lừa đâu mà lừa, đi cho con đi làm đi, con kiếm tiền phụ mẹ con. Như luôn ông ngoại, ngoại nó đi đi làm một chỗ đó, tại vì tôi có mới gì người bị té xe nghỉ rồi lên về dưới lên mà còn không tiền, rồi đó, nó thấy vậy rồi nó mới đi. Nhà mình mấy người con? Hai Con trai của chị đây là con thứ mấy trong gia thứ đình? lớn Con cả. còn nhỏ kia mới có chín à, Ông xã chị đâu? Sao không về đây? ông đó thì ở riêng đi làm, Là sao chị? Là hai vợ sao? chồng mới là người ở nơi người ở chỗ á, Là hai vợ chồng chị có chuyện gì hay sao? cũng có cái gì á, rồi người lên thì hai chồng ở hai chỗ Lâu chưa? hồi tháng giêng Hai vợ chồng cãi vã như vậy các con có biết không? cũng biết Ở riêng như vậy các con có biết không? biết Lý do chính là gì? Là do chị hay là do ảnh? thì giờ cũng không biết do giờ do tôi do ổng nữa, nhưng giờ lên thì hai chồng ổng kêu tôi ở chỗ khác, ông ở thì nó đi, thấy gì thì tôi đi qua muốn cho ổng đi riêng, Có ai có làm lỗi với nhau không? thì cũng chưa thay, tôi cũng làm lỗi ổng, tôi cũng chưa thấy ổng làm lỗi với tôi, nhưng mà lên thì cũng là ổng vậy đó, ổng kêu tôi ở riêng vậy thôi, tôi cũng không biết là do gì, Kỳ á. thì bởi vì nên vậy giờ tôi ở chỗ ổng ở chỗ thì định ai bằng vậy đó, nên ai bằng nó gần bằng ai nó sống rồi với con rồi hồi đi á thì hụi hè tôi bằng tôi đóng Em tôi hỏi con này, hôm nay chị đi về đây tìm con, ông xã của chị có biết không? có Ông xã có nói gì với chị không? ổng nói giờ tôi làm gì làm ổng không có biết, ổng nói con mình nói Ồ, không nghe, vậy là giờ ai muốn làm gì thì làm, không giờ liên quan và không quan tâm nhau nữa. vì con ổng nói đi con thì con ổng cũng tương, nhưng mà ổng nói giờ thì nó nghe nói không nghe. Trong quá trình 6 ngày trời qua, ông xã của chị có đi kiếm con Không, không? Vậy là ông xã của chị bỏ. tôi cũng Đúng không không biết. ạ? Tới giờ phút này là bỏ đấy. Rất buồn ha. Rồi em hỏi này, cái người con gái mà con trai nhà mình quen trên mạng đã từng gặp ở ngoài đời chưa? Chưa, chỉ quen trên điện thoại có mấy đó. Chưa bao giờ chị thấy mặt luôn. Chưa. Con trai mình cũng chưa thấy mặt luôn. Chưa. Rồi là cái người con gái đấy gọi điện là gọi sao, nói sao? Thì nhắn nói cũng như là điện thoại cũng có đem xuống đây nè, nói là nhắn cũng như anh gọi em, rồi là nó nhắn lên xe rồi vợ chưa anh lên xe, rồi nói taxi điện cho nó nói chuyện nhỏ đó đó, rồi thằng nó nói em ơi xe tới hỏi được rồi lên xe chưa, nó nói lên rồi như vậy, nó nhắn vậy tóm tắt bây giờ nó chặn hết đằng này số đây Zalo đó Cái ngày đi đó gia đình nhà mình có biết không? biết, Tức là con có về nói với cha mẹ, có nhắn tin với tôi nhắn tin với chị. ở trên mình trên làm như này, nó nhắn đâu khoảng 1-2 giờ đêm gì đó. Rồi bây giờ em hỏi nè, cái thời điểm mà con trai nhắn tin là con trai ở quê hay ở Dạ, đâu? Ở Cà Mau. dạ, Còn chị thì ở Bình Dương hay ở Sài dạ, Gòn? ở Bình Dương, Ở Bình Dương ha. Cái lúc đấy là ở riêng rồi ha. dạ, Chồng nơi, vợ nơi và con một nơi. dạ, Ba người ba nơi. dạ, Con trai nhắn tin nói sao? nói mẹ ơi, con đi làm với vợ con cũng như là quen nói chuyện vợ chồng trên điện thoại á, À, vậy đó, tức là con trai mình xưng hô với người con gái kia bằng vợ chồng. rồi con đi làm vợ con lên trển thì con xài điện thoại vợ con, tại vì nó đi là bữa đó là bị điện thoại nó không có điện thoại không có gì chứng cước không có gì hết, rồi nó là để con lên trển con nhắn gì cho mẹ là con đi làm vợ con một tháng 12 triệu,
Rồi tôi mới nói con ơi nó lừa con đó, nó bán con đó, nó nói mẹ, mẹ nó nói với Trang bà ngoại à, để con đi đánh đi gọi điện về cho mẹ. Thì cái bữa đêm đó nhắn tôi đang làm là chắc tối, thì tôi nhắn lại thì thấy nó nhắn là mình nói cho con vậy đó. Rồi con mấy chị mới chân mấy đằng này mới nói thôi con ơi con đừng có nghe lời người ta lừa con đó, mẹ ơi đi làm đi, con đi làm đi, con tính tiền về phụ mẹ. Đó rồi đó, rồi con đi làm thời gian con về. Rồi tôi mới nói về sáng về, tôi nói thôi để sáng về mẹ điện con. Thì sáng về điện nó không nói chuyện, bà ngoại nó bắt máy nói con ơi con để đây mẹ, để mẹ gắn thì mẹ lên mẹ, cái này mẹ khổ quá à, lên hết mẹ mà về tháng đi giờ mẹ mua đi khổ cho con, nói để con đi làm thì con mua ghi con. Rồi bà ngoại nói con mà nó không đi à, thì nó xếp đồ để lên cơm. Bà ngoại nó cũng ngồi nói to nó nhỏ cho nó nghe giờ, nhưng mà một hồi sơ ý ngoại nó thấy nó xếp đồ rồi nó quải đi. Bà ngoại chạy, bà ngoại nó bị ông ngoại nó bệnh rồi, bà cũng bệnh nữa nên bà chạy theo không có kịp. Thì nó xe taxi đậu của tôi cái ba là cái chỗ gần nhà tôi á, nó lội đi ngoài. Thì nó thấy thằng em nó vượt theo thì nó vừa thấy rồi nó thốt lên xe là đi luôn. Rồi tôi có nhắn rồi mà tôi rồi tôi đang trên này ngủ, mẹ mới điện lên nói con mày vậy. Cái đầu tôi kêu gửi cái số taxi qua cho tôi coi tôi. Rồi tôi mới nói nhắn tin cho thằng taxi, tôi nói làm ơn anh, làm ơn á anh cho tôi nói chuyện với con tôi một cái. Rồi ông thằng taxi nói con chị xuống xe rồi, mà trong khi đó 11 hay giờ gì đó không biết, mà chắc nó đâu xuống xe được. Rồi tôi mới nhắn lấy cái cha búp của cô nhỏ đó, tôi mới nói làm ơn con, làm ơn con kêu thằng Khang lên làm giúp con. Thì con cho cô nói chuyện với cô một cái, con nó lấy tới chưa? Thì nó nói cô ơi chưa có tới, chừng nào tới thì con cho con nói chuyện. Thì sao tôi đi vô làm càng tối tôi không thấy nó nhắn, tôi cứ nhắn hoài, tôi hỏi con ơi cô tới chưa? Thì nó nói chưa. Thì tôi nói cái đầu một hồi nhắn nói con ơi cô ơi con mướn trọ cho nó rồi con cho nó đi cho nó ở cảm gì làm rồi. Nó nói đằng ấy nói ủa nó không có giấy tờ sao làm được. Nó nói con làm hồ sơ giả cho ảnh. Cái đằng ấy nói trời ơi hồ sơ giả là ở tù. Thì nó không nhắn lại. Rồi một ngày sau nữa tôi về, tôi cứ nhắn nó có không trả lời. Ngày chiều sau tôi nhắn, tôi nói rồi con cô đi làm về chưa, con cho cô nói chuyện với con một cái. Nó nói ảnh đi làm chưa về, ảnh không chịu nói chuyện với cô. Thì tôi lần này nói con tôi đẻ tôi biết, nó nếu đã đi tới chợ thì nó sẽ điện gì cho mẹ nó biết. Làm ơn chị con nó cho cô nói chuyện với cô đi. Nó nói không, ảnh không chịu nói chuyện với cô. Bây giờ cô gửi 8 triệu mốt cho tôi là cho con đặng con tiền xe tiền cổ tiền trọ gì đó. Rồi đằng này nói bây giờ con nó kêu con cô mà lên xe ngược lại đi cô sẽ trả cho con. Bây coi cô ra nhận con cô rồi xe cô trả. Nó không chịu nó đi nó lợi quả nó không chịu. Đằng này mới nói nếu không chịu thì tôi sẽ trình công an. Trước giờ cô tôi mà qua giờ tôi thấy cô nói chuyện là tôi thấy khác rồi. Thì nên như vậy rồi nó không mấy nó nói thì cô hướng thư công an đi. Nếu cô không mấy thì cô đưa cô ra Trung Quốc. Rồi nó nhắn nhiều lắm. Rồi tôi mới nói giờ tôi nó kêu cô đưa con rồi tôi sẽ đưa tiền cho cô. Rồi mà nó không đưa nó dặn hàng hoài rồi nó chặn cuộc gọi tôi luôn. Rồi về cái hai bữa sau tôi về tôi xin trong ty nghỉ cho tôi nghỉ từng tôi về quê. Thì về đêm đó là nó điện, nó mượn điện thoại điện về. Nó nói cái đầu tôi thấy cuộc lạ rồi tôi bấm vô kết bạn. Kết thì tôi điện cái thằng người đó nói là cô điện ai vậy? Tôi nói thấy kết bạn tôi mới điện vô. Thì tôi thấy là rồi nó nói là tôi phải coi bên máy này thấy có tên anh hai nè là thằng Khang con tôi nhắn về. Tôi nói để tôi kêu thì kêu nó nói kêu thằng Khang lại nói chuyện thì tôi gặp nó tôi nói con cái thằng Khang thì con nó nói dạ mẹ nói rồi mẹ đâu cái này vậy. Tôi nói gì về mày mà tao nghe tôi về. Thì nó nói mẹ yên tâm đi con đi làm con rồi hỏi con làm sao. Nó nói con làm con công ty khỏe lắm. Rồi đằng này mới nói con ơi con là khỏe không rồi sao giờ cũng muốn về vậy cũng được. Mẹ ơi về á, bây giờ phải có 150 triệu. Đó, rồi chị kìa nói ban đầu phát là em đoán được ngay rồi. Em đoán được ngay con nhà mình đã bị sập bẫy rồi. Đó. Như vậy đó con nhà mình gọi là đã bị người ta lừa. Đúng không ạ? Và nó điện nó nói mẹ ơi, con bị nó lừa rồi. Tới giờ phút này thì con nhà mình đã cầu cứu, gọi điện về với mẹ chưa? Chưa. Nói mẹ chuẩn bị tiền chuộc chưa? Chưa. Tại vì cái câu chuyện như thế này nè, một cái câu chuyện mà khi mà chị chia sẻ ra thì tất cả mọi người ai cũng đoán được cái kết sẽ rất là đắng. Nhưng mà rất lấy làm tiếc rằng chị có chia sẻ rằng là với con trước cản con trước lúc đi rồi đúng không ạ? Con nói. Nhưng mà con nhà mình lúc đó đang gọi là đang u mê. Đúng.
đang gọi là đang trong bị mê mẩn á. đúng. Thơm quá, ngọt quá, mà tháng 12 triệu bạn gái mà, vợ vợ chồng chồng mà. Say quá rồi. Cuối cùng bây giờ cái kết rất chắc đắng. Và cái sự việc này thì ông xã của chị có biết không? Cũng có biết Đã nhưng biết chưa? Giờ ông xã có quan tâm không? cũng lo nhưng mà thì vợ là Lo tại sao không đi tìm? tôi cũng không biết. Lo lo kỳ á. Con cái mình mà, con cái mình đẻ ra mà sao kỳ cục vậy? Vợ chồng có gì đi chăng nữa thì đó là chuyện người lớn, còn chuyện của con thì bây giờ phải tập Tôi nói trung lo con vào tôi con chứ. tại vì nó biết á, mẹ không có tiền nên nó cũng giờ tôi nghĩ là nó biết là mẹ nó giờ đòi lên giờ không có tiền ăn nữa thì chỗ nó còn thiếu lại nên nó không điện về đó nói là Con mẹ trai của chị thậm chí bây giờ đang nước mắt nước mũi, đang kêu gào thét ở bên nước bạn á, mẹ ơi cứu con, cha ơi cứu con. Và thậm chí nhiều lúc, mỗi lúc mà bị thậm chí ăn đòn á, thì con trai hối hận á, biết vậy nghe lời mẹ là đâu có sao rồi, nhưng rất tiếc rằng cái sự hối hận đã quá muộn rồi. Muộn rồi. Có thể rằng con trai nhà mình bây giờ gọi là bị đánh đập, tra tấn rất là dã man, điều đó là có thật. Nếu qua đấy, qua Campuchia hoặc Trung Quốc gì đấy thì các đối tượng sẽ ép con nhà mình, sẽ lừa lừa các đối tượng khác, lừa những người khác, và thậm chí bắt con mình làm những công việc vi phạm pháp luật. Không làm đủ chỉ tiêu thì bọn chúng sẽ ra tay một cách gọi là tàn nhẫn. Rất tiếc tuổi trẻ chưa trải sự đời, đúng ra nghe lời mẹ thì đâu có nông nổi như thế này đâu. Bây giờ thì mọi chuyện đã đi quá xa. Hy vọng rằng cái video này cũng là một cái bài học rất là lớn cho tất cả mọi người, đặc biệt là các em tuổi đời còn rất nhỏ, các em tuổi đời từ thanh thiếu niên cũng như đã trưởng thành, độ tuổi 20, 21, 22, xem để mà nhìn nhận, thấu hiểu hơn. Cũng như là tất cả các bậc làm cha làm mẹ phải nên gọi là truyền đạt, liên tục truyền đạt cho tất cả các con em mình về vấn đề việc nhẹ lương cao, cũng như là các việc làm trên các trang mạng xã hội, liên tục truyền đạt cho con em mình để con em mình hiểu hơn, để đỡ phải sập bẫy của các đối tượng khác. Thật sự tới giờ phút này thì thật sự gia đình nhà mình gọi là điêu đứng rồi. Con trai bây giờ ở nơi phương trời xa, con có kêu đến mấy, la đến mấy, mẹ ơi cứu con, gia đình ơi cứu con, nhưng mà không ai giúp được gì nữa đâu. Giờ phút này thì ai cứu cho nổi, giờ chỉ có trông chờ vào số phận thôi. Rất buồn ha. Trên cái video này chị có điều gì chị muốn nói với con của chị không? Chị nói đi, gọi tên con ra đi. Đây lại tiếp tục là một câu chuyện rất lấy làm buồn và rất lấy làm tiếc, bởi vì trong thời gian vừa qua rất nhiều thanh niên đã sập bẫy. Bây giờ tiếp tục đến trường hợp nhà mình. Bây giờ bọn chúng rất nhiều chiêu trò rất tinh vi, bọn chúng gọi là thao túng tâm lý, đánh vào tâm lý của các em độ tuổi rất nhỏ, các độ tuổi thanh niên, độ tuổi mới lớn. Chúng thao túng tâm lý hay lắm. Nên các em chính vì nghe được những cái phúc lợi tiền nhiều công việc nhẹ nên các em mới sập bẫy. Và như trường hợp của con mình, đặc biệt đây là một người nữ dụ,
Đúng ạ, vợ vợ chồng chồng. Nữ dụ. Cuối cùng là dụ xong là bán qua nước ngoài luôn. Đi lên không gặp mặt nó nói đâu miếng nào chứ. Con nhà mình dễ gì gặp được. Cái người nữ này chưa chắc đã ở Việt Nam mà người nữ này có thể ở nước ngoài. Campuchia. Thì nó nói là với thằng con là nó ở Tây Ninh đó. Tây Ninh họ nói vậy thôi chứ họ đã gặp mặt đâu. Con nhà mình cũng đã từng gặp mặt bởi đâu. Bởi vì mới nói điện thấy hình thì nhỏ này thấy hình đồ thì nói mà này thì khen là vợ chồng rồi điện giờ nào còn... Vợ chồng gì chưa gặp bởi mặt. Bởi vì mới nói bởi vì nó giờ lớn đâu chưa gì trơn thì nghe nói vậy rồi rồi nghe đi lên đi làm với nó tháng 12 triệu. Rồi nói trời ơi con đi làm mẹ đi làm đây con tăng mồ hôi nước mắt đây còn chưa được 12 con nhà mình triệu. Học đến lớp mấy là nghỉ mới lớp 6 mà mình học lớp 6 gớt lại nữa rồi đi làm tháng 12 triệu trình độ không có trình độ lớp 6 đòi làm lương cao bởi làm vì, việc nhẹ lương cao ở đâu ra bởi vì nói cô mà nói không nghe á mình phải biết cái thực lực cái khả năng của mình như thế nào tại vì con nhà mình còn nhỏ con nhà mình chưa thể suy nghĩ được. Họ đi đi bài bản đi chiêu trò quá tinh vi nên con nhà mình tuổi nhỏ mà sập bẫy mà tuổi trẻ chứ trả sự đời thật sự rất buồn. Dạ thưa cô chú anh chị, thật sự đây là một câu chuyện cũng là một cái lời cảnh tình cảnh giác tới tất cả các bậc làm cha làm mẹ cũng như các bậc làm con bổn phận làm con xem để mà thấu hiểu nhìn nhận nhiều vấn đề hơn. Và cái video này hy vọng rằng tất cả các cô chú anh chị xem và truyền tải, truyền đạt cũng như chia sẻ mạnh mẽ để cho tất cả cô chú anh chị khác cũng như các bậc làm cha làm mẹ cũng như bổn phận làm con xem để mà cảnh tình cảnh giác về vấn đề tình trạng hiện nay việc nhẹ lương cao cũng như là tìm kiếm việc làm trên mạng hiện giờ xảy ra rất nhiều. Thì rất rằng mong cô chú anh chị xem để mà rút ra được một cái kinh nghiệm cũng như là một cái lời cảnh tình cảnh giác để mình né phải những các trường hợp lừa đảo của bọn chúng. Thì nếu cô chú anh chị xem cái video này mà thấy em trai như trong hình ở đâu, nếu thật sự em trai còn ở Việt Nam thì cô chú chị hãy liên hệ về số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp em trai này sớm quay trở về đoàn tụ cùng với gia đình. Còn nếu như thật sự câu chuyện như mẹ chia sẻ thì em trai hiện tại đang ở Campuchia hoặc Trung Quốc, thì em trai có xem được video này thì hãy trực tiếp gọi điện về báo cho mẹ để mẹ có cách có hướng để mẹ liên hệ với các chú các anh đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải để các chú các anh có cách có hướng để mà giúp em tìm cách để mà quay về Việt Nam một ngày gần nhất. Thì toàn bộ câu chuyện sự việc chị vừa chia sẻ có đúng với sự thật không? Cái này tôi nói tôi còn tôi đi tôi sẽ nói thật thật. Nếu có gì sai trái tôi chịu trách nhiệm trước, chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước pháp luật. Chị có đồng ý cho tất cả các anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải video này lên trên khắp các trang mạng xã hội không? Cho tìm được con tôi. Chị có đồng ý không? Đồng ý. Khi đăng tải lên có gì sai trái chị là người chịu trách nhiệm, chị đồng ý không? Chị có lời nào chị muốn cảnh giác tới tất cả các bậc làm cha làm mẹ cũng như tất cả các bổn phận làm con tuổi đời thanh thiếu niên không? Tôi nói bây giờ có ai có con vậy thì gắng mà ấy con gì giờ gắng lo cho con đừng có như sợ làm cho tôi bố con tôi nơi đẹp nơi cái dạy dỗ cho nó. Chị có biết tháng này là tháng mấy không? Tháng 7. Tháng này là tháng gì chị biết không? Tu hồn. Và tháng gì nữa? Vu Lan. Báo hiếu à. Bây giờ con nhà mình đang báo hiếu chị đó. Đúng không ạ? Và cái câu chuyện gia đình nhà chị em thấy có nhiều cái ẩn khúc lắm, đặc biệt là chồng của chị. Em không biết hai vợ chồng có chuyện gì hay không, nhưng hôm nay chồng của chị không về đây đi tìm con. Và từ khi con của chị bỏ đi thì có vẻ chồng của chị thờ ơ quá. Thì em không biết được như thế nào, nhưng mà em điều đó có thể rất buồn, thật sự rất buồn. Chuyện của người lớn mà làm ảnh hưởng tới con cái cũng hơi buồn ha. Thôi chuyện gia đình hôm em không đi sâu nữa. Cuối video này em không biết nói gì hơn, chỉ chúc chị nhiều sức khỏe và đặc biệt sớm nhất tin vui là con trai mình quay trở về một ngày gần nhất và an toàn nhất. Em tìm kiếm cho con tôi. Dạ rồi em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.